Onco Intest 205, model là Onco A909, login theo dạng D102A. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được bass, treble, chỉnh được acoustic resend, tức là super bass siêu trầm 3 mức, 1, 2, 3, 3 mức độ chỉnh super bass, nên chất lượng cái tiếng bass rất là đầy và dày. Nãy giờ mình nghe thử một đoạn nhạc không lời, mình cũng thấy là bass nó rất là phù phê đúng không? Nghe nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen đều phù hợp hết. Âm ly này nó có cái size chiều ngang là 20.5cm, nên được gọi là Intest 205. Âm ly A909 nha. Kích thước của bộ dàn như sau: chiều cao của loa là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn gồm loa và âm ly là 58cm, bass của loa là 14cm, treble đơm củ từ của loa cực kỳ to và nặng nha. Bộ dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 30-35m2. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu các anh các bác có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung á thì liên hệ em, giá cục đổi nguồn là 200.000. Mình có thể sử dụng cho mini, dàn đại hay dàn trung đều ok. Ngoài ra em còn có nhãn gắn Bluetooth và âm ly, thì giống như hồi nãy em nói, Bluetooth gắn trong nó sẽ ok hơn, nghe hay hơn, chuẩn hơn so với Bluetooth gắn ngoài, và không cần kết nối dây nhợ rùm rà. Mặc điện thoại hay là những thiết bị nào có Bluetooth là mình có thể phát được những bài hát yêu thích rồi. Mua hàng bên em thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em số này luôn. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết bộ dàn qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, cho địa chỉ là hàng ship tận nơi cho mình nha. Mua hàng thì có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc mình có thể chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng mình cái jack kết nối điện thoại, Khanh chọn hình thức thanh toán nào cũng được. Do vận chuyển thì chỗ góc lo này nè, nó chốc nhẹ một chút xíu cái lớp phủ ở ngoài, và xước chút xíu nhẹ chỗ góc âm ly này nha. Nhưng mà nhìn tổng thể vẫn còn đẹp và chất lượng âm thanh thì tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cùng nghe một đoạn nhạc có lời, rồi em quay mặt sau cho mình tham khảo nha. Trời làm mưa thu is
điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Công suất của loa là 80W một thùng, 160W trên cặp loa. Trở kháng của loa là 6 ohm. Đồng bộ giữa loa và amply là mic in ra băng. Góc cạnh của loa. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip test nha. Các anh, các bác học có nhu cầu mua bộ dàn thì cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.